Xin chào tất cả các bạn đã đến với chuỗi series chia sẻ kỹ năng thuyết trình và tiếng Anh của Kim English. Lần đầu tiên, cho phép Minh Tân gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã theo dõi, ủng hộ và chia sẻ những bài đăng về kỹ năng thuyết trình và tiếng Anh của Tân trên Facebook. Hôm nay các bạn cảm thấy thế nào ạ? Mình hy vọng rằng tất cả những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với các bạn. Các bạn ơi, cảm giác lần đầu tiên thực hành một kỹ năng mới như thế nào? Chắc hẳn rằng cảm giác này rất giống như là ngày đầu tiên đi học. Mình nhớ rằng có một nhà thơ đã viết lên những cảm xúc rất lắng đọng của mình về ngày đầu tiên đi học như sau. Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt tay đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Và cũng giống như tất cả các bạn, cảm giác lần đầu tiên thực hành kỹ năng tiếng Anh và thuyết trình của mình cũng tương tự như nhà thơ này. Nên là mình đã chế ra 4 câu thơ tương tự như sau. Ngày đầu tiên đi tập tiếng Anh với thuyết trình, em vừa đi vừa rap, mẹ bất ngờ ôm em. Các bạn có cảm thấy đói các bạn khi nghe Tân chia sẻ không ạ? Biết được điều này, Tân sẽ mang đến cho các bạn một món ăn mà đảm bảo rằng các bạn ăn vào sẽ hết đói tức thì. Các bạn có tin không ạ? Và món ăn đó sẽ là câu gì nhỉ? 6 cách để bắt đầu một bài thuyết trình ấn tượng. Cách thứ nhất, tạo một tình huống gây sốc. À, tiền bạc, sức khỏe, gia đình, bạn bè, lối thoát nào cho tôi đây trời ơi! Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chủ đề làm thế nào để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chúng ta cùng nhau đến với cách mở đầu một bài thuyết trình ấn tượng thứ hai, đưa ra những con số thống kê ấn tượng. Các bạn thân mến, các bạn có biết không, hàng năm tại Mỹ có tới 300.000 ca nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên, và con số này cũng tương đương với tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam. Nhưng các bạn có biết rằng dân số Mỹ gấp tới 3 lần dân số của Việt Nam? Chào mừng các bạn đã đến với chủ đề ăn kem trước cổng. Các bạn thân mến, bây giờ mình mời các bạn hãy nhắm mắt lại và hãy tưởng tượng trong 5 tới 10 năm tới, tương lai của chúng ta sẽ như thế nào. Các bạn hãy tưởng tượng rằng vào một buổi trưa mùa hè tháng 7, tại khu nhà trọ, con các bạn đang khóc hét lên vì chưa có sữa để uống, và vợ bạn nói với bạn rằng: anh ơi, chưa đến cuối tháng lương nên em chưa thể lĩnh lương mua sữa cho con, em không biết làm thế nào bây giờ. Và bạn giật mình nhận ra rằng mình vẫn chỉ là một công chức bình thường và không có tiền để mua sữa cho con. Chào mừng các bạn đã đến với chủ đề lên kế hoạch đạt mục tiêu cho sự nghiệp và thành công bền vững. Cách thứ 5, tạo một bài thuyết trình ấn tượng bằng phong cách chuyên nghiệp. Các bạn thân mến, trong cách này mình sẽ giới thiệu cho các bạn các tư thế đứng, nghỉ, gây chú ý và chào khán giả để các bạn có thể gây được ấn tượng. Thứ nhất, các bạn chú ý đến tư thế nghỉ. Chúng ta có 3 tư thế như sau. Các bạn nghỉ để tay trái hoặc là tay phải đan lên nhau như thế này. Cách thứ hai, tay trái và tay phải chung vào nhau như thế này. Và cách thứ ba, tay phải nắm vào tay trái như thế này. Thứ hai, mình xin giới thiệu tới các bạn cách chào khán giả. Cách nhất, xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta có cách thứ hai để chào khán giả. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Thứ ba, mình giới thiệu tới cách gây sự chú ý và đặt câu hỏi. Mình xin được hỏi các bạn một câu hỏi được không ạ? Các bạn ơi, các bạn thân mến, cách thứ tư, chúng ta tạo tương tác với khán giả. Xin mời bạn. Cách thứ 5, chúng ta
biểu lộ sự thay đổi hay là bối rối. Như các bạn cũng đã biết thì kinh tế Việt Nam đang rất phát triển. Đó, tay của các bạn quay như thế này. Cách cuối cùng, cách thứ 6 để bắt đầu một bài thuyết trình ấn tượng, đặt ra những câu hỏi gây bất ngờ. Cho phép mình hỏi, ai trong số các bạn ở đây chưa kịp phản ứng gì đến những buổi thuyết trình ấn tay ạ? Cho phép mình hỏi, ai trong số các bạn ở đây đến những buổi thuyết trình để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình thì giơ tay ạ? Cho phép mình hỏi, ai trong số các bạn ở đây đến với buổi thuyết trình đơn giản vì câu lạc bộ này có rất là nhiều cơ sinh hoặc là người yêu của bạn đang cần một cái đây ta chém gió và tán gái thì giơ tay ạ? Cho phép mình hỏi, ai trong số các bạn ở đây đến với buổi thuyết trình bởi vì buổi sơ trên Facebook thấy ông Tạ Minh Tân rất là đẹp trai, chém gió rất giỏi, nhưng mà đến với lại buổi thuyết trình thấy ông ấy rất là củ chuối và đang ý định đi về thì giơ tay ạ? Lời cuối cùng, cho phép Minh Tân gửi lời cảm ơn tới